Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và mình rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục làm đẹp và chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là uống nước gì vào buổi sáng để giúp giảm cân? Thì hôm nay với video này Trang sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn nhé. Và nếu như bạn thấy hay và có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu uống nước gì vào buổi sáng để giúp giảm cân. Giảm cân luôn là đề tài nóng hỏi trong tất cả mọi người chúng ta, bởi vì tất cả mọi người, kể cả nam và nữ, đều lo lắng rằng việc tăng cân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, làm cho vóc dáng của mình xấu đi rất là nhiều, cho nên các bạn tìm đủ mọi phương pháp để giảm cân. Và nhớ, giảm cân cùng với những phương pháp tự nhiên thì các bạn đòi hỏi phải có thời gian kiên trì. Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đúng, phải có chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập phù hợp thì cân nặng của các bạn sẽ giảm được như ý muốn. Và mục đích để giảm cân thì các bạn cần phải nhớ công thức này. Lượng calo nạp vào cơ thể phải ít hơn cái lượng calo trong cơ thể của bạn tiêu thụ thì nó sẽ giúp cho bạn giảm cân hiệu quả, chứ không phải ăn uống thoải mái vô tư, một cách là vô tư lự luôn đó. Khi các bạn sử dụng các sản phẩm giảm cân khác trên thị trường, nghe người ta quảng cáo là không cần tập luyện, không cần ăn kiêng mà vẫn mang đến khả năng giảm cân hiệu quả, lấy đâu mà ra? Lên xem lại cái video mà Trang chia sẻ về những cái tác hại mà thuốc giảm cân mang đến cho tất cả các bạn đó, để chúng ta cảnh tỉnh và có một hồi chuông cảnh báo trong đầu của mình rằng những sản phẩm giảm cân đó chứa những chất cấm không tốt cho sức khỏe của các bạn. Uống nước gì vào buổi sáng để giảm cân? Đơn giản, nước lọc uống vào mỗi buổi sáng cũng sẽ giúp cho bạn giảm cân, thanh lọc cơ thể và đào thải độc tố tốt nhất. Thì Trang cũng có chia sẻ cho tất cả các bạn về cách uống nước vào mỗi buổi sáng đó, hoặc là uống nước trong một ngày để giúp cho da đẹp, dáng khỏe, thì các bạn xem lại. Mỗi sáng thức dậy chỉ cần uống một cốc đầy 220ml nước ấm thì cũng giúp cho bạn giảm cân một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp lại cái hàm lượng nước mất đi trong một đêm nhé bạn nhé. Mà mọi người vẫn không nghĩ đến đâu, các bạn thường nghĩ đến những vấn đề cao siêu không à. Và bây giờ thứ hai, uống nước ép dứa vào mỗi buổi sáng khi lúc dạ dày của bạn còn rỗng đó, thì nó sẽ giúp tăng cường hỗ trợ tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa, đồng thời nó sẽ hỗ trợ vấn đề đường ruột cho các bạn luôn, giúp cho giảm cân hiệu quả. Mỗi sáng một ly nước ép dứa. Tiếp đến đó chính là uống nước chanh kết hợp cùng với mật ong, có nghĩa là chanh ấm kết hợp cùng với mật ong nguyên chất các bạn nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cốc 200ml nước ấm, cho vào đó 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất, thêm vào đó là 2 muỗng nước cốt chanh, khuấy đều lên. Và bạn uống cái hỗn hợp này trước khi ăn sáng 30 phút, thực hiện đều đặn mỗi ngày thì các bạn sẽ cảm nhận được cân nặng của mình cải thiện một cách rõ rệt sau một tháng sử dụng. Hoặc bạn nào không thích nước chanh chua thì các bạn có thể thay nước chanh bằng nước gừng. Có nghĩa là bạn sử dụng gừng sắc lát nấu thành nước lên, bạn cắt ra cái ly và bạn cho mật ong vào khuấy đều lên và chúng ta thưởng thức. Nhớ là uống trước khi ăn sáng 30 phút. Hoặc đơn giản hơn nữa là bạn uống nước mật ong ấm, chuẩn bị một ly nước ấm 220ml, cho thêm 2 muỗng cà phê mật ong khuấy đều lên và chúng ta uống. Hoặc là bạn kết hợp cùng với bột quế cũng được. Đây là những thức uống vào buổi sáng giúp cho tất cả các bạn giảm cân hiệu quả nhất, đơn giản nhất và bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Bởi vì khi chanh và mật ong kết hợp hoặc là gừng với mật ong kết hợp đó, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta thanh lọc và đào thải độc tố, đồng thời nó tốt cho gan của các bạn nữa, giải độc một cách hiệu quả. Uống vào mỗi buổi sáng sớm giúp cho bạn tiêu thụ lượng mỡ thừa, đốt cháy năng lượng, giúp cho các tế bào hoạt động một cách tốt nhất, đồng thời nó giảm đi cái lượng thức ăn bạn đưa vào cơ thể sau đó và mang đến cái hiệu quả giảm cân. Nhớ là uống liên tục trong vòng 1 tháng rồi mới bắt đầu bước lên cân lại để xem coi cân nặng của mình có giảm hay không. Và có giảm hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
chế độ dinh dưỡng của các bạn như thế nào, bạn có bổ sung thêm rau xanh trái cây vào khẩu phần ăn hay không, bạn có luyện tập hay không, và bạn có ngủ đúng giờ hay không, bạn có hạn chế đồ chiên nướng hay các thức ăn nhanh hay không. Tổng hợp lại tất cả những yếu tố này, nó quyết định đến cân nặng và sức khỏe của các bạn đó. Như vậy, Trang đã giúp cho tất cả các bạn tìm hiểu về một số những loại nước uống vào buổi sáng để giúp cho bạn giảm cân hiệu quả. Và nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.